Đà thiên thất phải khắc kỳ thủ chứng. Cần chân thật dụng công tham thiền, có bản lĩnh thật sự thì mới đáng kể. Hôm nay là ngày đầu thiền thất, hy vọng quý vị nỗ lực tham thiền, chớ lãng phí cơ hội khai ngộ. Đà thất thì phải khắc kỳ thủ chứng, không thể ngồi trên thiền sàng mà khởi lên vọng tưởng. Như vậy thì chỉ cô phụ công việc tham thiền của mình mà thôi. Quý vị vọng tưởng điều gì? Vọng tưởng có nhiều thứ không giống nhau, nhưng tóm lại đều là những thứ vọng tưởng không có biên tế. Có người có vọng tưởng như vậy, kỳ này tới khan thiền thất, hy vọng sẽ khai ngộ, sẽ đắc đại trí huệ. Sau khi khai ngộ, nhất định tôi sẽ tuyên bố trước thế giới tin tức đặc biệt này, khiến toàn thế giới đều biết rằng tôi là người đã khai ngộ và để cho mọi người phải cung kính tôi. Quý vị hãy nghĩ xem, người có tư tưởng như vậy phải chăng là đã khai ngộ? Tôi dám chắc rằng tuyệt đối y chẳng khai ngộ. Tại sao vậy? Bởi vì mới ngồi lên thiền sàng mà vọng tưởng đã đầy rẫy như thế. Nếu không vì cầu danh thì cũng là cầu lợi, vì danh lợi mà dụng công thì làm sao khai ngộ được. Có người lại có vọng tưởng như sau: kỳ thiền thất này ta nhất định sẽ khai ngộ, ta sẽ là người khai ngộ đầu tiên trong khóa thiền này. Kẻ khác không khai ngộ, chỉ có mình ta là độc nhất khai ngộ, đó thật là một chuyện hết sức vinh quang vậy. Thậm chí có những kẻ không hiểu biết gì về khai ngộ, tự mình mạo xưng là khai ngộ, đi đâu cũng tuyên bố là mình đã khai ngộ rồi, lừa bịp đại chúng khiến họ phải cung kính. Đó là thứ ngư mộc hỗn châu, trợn mắt cá để người khác tưởng lầm là hạt ngọc. Những tư tưởng ấu trĩ như vậy thật là đáng buồn cười. Hy vọng quý vị đừng có những vọng tưởng đó, phải cước đạp thật địa, nghĩa là chân phải đứng vững trên mặt đất, dụng công tham thiền để có bản lĩnh chân thật thì đó mới là đáng kể. Có người thì có vọng tưởng như vậy: mình phải nhất định khai ngộ rồi thì người ta mới đến cúng dường, có cúng dường thì lúc đó mới xây chùa lớn, làm một vị pháp chủ, tín đồ mới lại thân cận cúng dường, và mình sẽ trở thành một vị đại pháp sư danh vang thiên hạ. Ai cũng biết mình là danh tiếng cao ngất. Quý vị phải biết những kẻ không học, không tài, không thuật, mà thọ sự cúng dường thì lương tâm làm sao an ổn được. Bây giờ nói về tư thế tọa thiền, mình cần phải ngồi cho đúng mới có ích lợi cho thân tâm. Nếu không tọa thiền, không có giá trị gì. Trong khi tọa thiền, trước hết phải để thân tâm mình tự nhiên nhẹ nhàng, không nên gấp rút khẩn trương. Tốt nhất là ngồi thế kiết già. Đó là thế căn bản của pháp ngồi thiền. Thế kiết già phu tọa, hoặc là thế kiết già là gì? Tức là chân trái để trên chân mặt, sau đó để chân mặt lên đùi trái. Đó là thế kim cang tọa, nghĩa là thế kiên cố bất động. Trong quá khứ, chư Phật đã ngồi thế kim cang tọa mà thành Phật. Tư thế này có thể hàng phục thiên ma và chế trì ngoại đạo. Khi chúng thấy mình ngồi trong tư thế này thì chúng liền thối lui, không dám lại quấy phá. Sau khi đã ngồi kiết già rồi, mình phải nhìn vào chóp mũi, không được nhìn phía đông, cũng không được nhìn phía tây. Đó gọi là nhãn quán tỷ, tỷ quán khẩu, khẩu quán tâm. Nghĩa là mắt nhìn mũi, mũi hướng về miệng, miệng hướng về tâm. Như vậy thì mình mới có thể nhất trì được thân tâm, đem tâm đang chạy loạn xạ đó mà định trụ lại, không cho nó chạy ra bên ngoài nữa. Khi được như vậy thì gọi là chuyên nhất tất linh, phân chi tất tệ, nghĩa là tâm chuyên nhất mới linh cảm, tâm phân tán thì bế tắc. Mình cần phải đoan nghiêm chính tọa, xương sống phải thẳng, đầu phải ngay, không cúi về trước cũng chẳng ngã ra sau, không nghiêng bên trái hoặc ngã bên phải. Mình phải ngồi như cái chuông lớn vững vàng không động đậy. Đừng ngồi giống như cái chuông treo lắc qua bên đông, lắc qua bên tây. Ngồi kiết già là tư thế thích hợp nhất để tham thiền. Người sơ học sẽ cảm thấy không quen, nào là đau chân mỏi lưng, không nên coi đó là quan trọng. Mình cần phải cắn răng chịu đựng, nhẫn nại một thời gian lâu dài, thì tự nhiên hiện tượng đó không còn nữa. Đó gọi là cửu tọa hữu thiền, nghĩa là ngồi lâu tự nhiên sẽ có thiền, tự nhiên sẽ đắc được thiền vị. Thế nào gọi là thiền vị? Thiền vị tức là đắc được sự an lạc của thiền định, nếm được mùi vị khinh an nhẹ nhàng. Mùi vị đó thật là ảo diệu vô cùng, không thể dùng tâm tư, cũng không thể dùng ngôn ngữ diễn tả được. Cũng giống như người uống nước, tự họ mới biết nóng hay lạnh. Mình cũng không thể dùng ý, dùng tâm mà hội được, không thể dùng ngôn ngữ mà truyền đạt. Quý vị muốn biết thiền vị đó ngọt hay đắng, thì phải nỗ lực tham thiền,
tới được cảnh giới tương ưng thì tự nhiên sẽ hiểu được mùi vị đó. Cho nên quý vị phải tham thiền, tham tới lúc thủy lạc thạch xuất, nghĩa là nước cạn, thì đá sẽ lộ ra, lúc đó mình mới nếm được thiền vị. Thiền thì không thể nói được, cần phải tham, nên thiền tông thì không lập văn tự, không lập chữ nghĩa, là truyền thừa ở ngoài giáo điển, trực chỉ tâm của con người để mình thấy tánh, lập tức thành Phật. Người tham thiền khi tham đến chỗ hỏa hầu của mình đã đủ thì tuyệt đối không còn nổi giận nữa, không còn tranh luận với ai khác, tới chỗ gọi là vô tranh tam muội người. Lại cũng không cầu danh, cầu lợi, coi phú quý như giọt sương trên lá, công danh như bọt nước trên ngói. Trong khoảng khắc giọt sương hơi nước sẽ tan mất đi, người chân chánh tu hành thì xa lánh lợi danh, không vì danh lợi mà dao động tâm mình. Quý vị muốn trách nhiệm kẻ đó có chân chính tu hành hay không, thì coi tâm hắn có bị danh lợi làm dao động không. Nếu y cầu danh không được thì nổi nóng, cầu lợi không xong thì tức giận, nổi phừng ngọn lửa vô minh, tánh dữ như cọp, hung tợn hơn ai hết. Không cần hỏi mình cũng biết nhất định y là kẻ cầu danh lợi rồi. Đời nhà Thanh, hoàng đế Càn Long có lần đi tới Kim Sơn Thiền Tự ở tỉnh Trấn Giang để thưởng ngoạn phong cảnh. Nơi sông Trường Giang, hoàng đế hỏi Pháp Thanh Thiền Sư rằng, trên dòng sông này một ngày có bao nhiêu con thuyền qua lại? Thiền Sư đáp rằng, chỉ có 2 lần thuyền qua lại. Vua Càn Long không hiểu hỏi, ông làm sao mà biết được chỉ có 2 lần thuyền qua lại? Thiền Sư trả lời, một con thuyền gọi là danh, một con thuyền gọi là lợi. Do chuyện này, mình biết rằng những kẻ dùng thuyền qua sông, nếu không vì danh cũng vì lợi. Nhưng họ không biết rằng kẻ cầu danh thì chết vì danh, kẻ cầu lợi thì chết vì lợi. Cuối cùng chỉ tay trắng tới gặp ông Diêm Vương, cho nên vạn bang đãi bất khứ, chỉ hữu nghiệp tùy thân. Nghĩa là mọi thứ nào đem được, chỉ nghiệp là theo ngoài. Người tu đạo nếu không có lòng nóng giận, có thể nhẫn nhục, nại khổ thì dễ thành pháp khí. Có thể ở trong Phật giáo là bậc lương đống, là bậc giường cột, có thể đem Phật giáo truyền bá sâu rộng. Người tu mà thường hay nổi nóng là người phá hoại Phật giáo, là kẻ làm hại tập thể. Phật giáo mới tới Tây Phương, tức là nước Mỹ, trồng xuống khoảnh đất thanh tịnh, hạt nhân Bồ Đề, hiện tại nảy mầm, bắt đầu manh nha. Hy vọng quý vị là những người làm vườn tốt, siêng năng, tưới nước, bón phân, khiến được tươi tốt, rồi tương lai cây cao lớn khai hoa và kết quả Bồ Đề. Những người ở trong vạn Phật thánh thành, đối với nói chuyện nói năng cần phải chú ý, không được nói bừa bãi, không được tùy ý nói chuyện thị phi. Vạn Phật thành là nơi thánh địa thanh tịnh để tu đạo, không thể có những ngôn ngữ của bàng môn tả đạo. Các vị cần biết rằng đối diện với vạn Phật thì làm sao mình có thể ăn nói loạn xạ được, quý vị phải nhớ lấy. Bệnh tùng khẩu nhập, hòa tùng khẩu sinh, nghĩa là bệnh do miệng mà vào, họa cũng do miệng mà ra. Đây là câu danh ngôn rất chí lý, quý vị nói gì cũng phải suy nghĩ 3 lần rồi mới nói, để tránh nói những điều sai với nhân quả. Lời nói ra rồi thì không những mình phải chịu trách nhiệm đối với pháp luật, mà còn chịu báo ứng đối với luật nhân quả nữa. Phật giáo là tôn giáo đề xướng tinh thần vô ngã, cho nên không chấp nhận chuyện bói toán, coi tử vi, phong thủy hay coi tướng số. Những chuyện đó đều đi ngược lại với Phật pháp, cho nên mình phải cấm chỉ chuyện phổ biến nó. Nếu như quý vị tin vào những thứ tà pháp đó thì tự nhiên chấp nhận cái ngã của mình tồn tại. Tất cả là vì mình. Hễ có cái của mình thì mình luôn luôn tìm cách vì mình mà tính toán. Vì mình mà chẳng vì người khác, như vậy thì không còn gì là Phật pháp nữa. Phật pháp thì dạy con người không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Còn phong thủy thì dạy người ta tranh, dạy người ta cầu, ích kỷ, dạy họ tự lợi, dạy họ nói láo. Thậm chí còn nói láo rằng trong 100 ngày thì có thể đại phát tài, có thể làm quan. Người có lòng tham thì liền tin lời của y. Thật ra đại tài chưa phát và tiểu tài đã hao đi, vì phải đem tiền đi trả lễ cho ông thầy bói rồi. Bói như vậy chẳng khác nào bảo người đó đi cướp tiền ngân hàng để lập tức được phát tài, không cần 100 ngày cũng đã phát rồi. Lại nữa, nếu ông thầy bói biết chỗ nào có phong thủy tốt, có thể phát tài, có thể thăng quan tiến chức, thì tại sao bản thân y không dùng mà nói cho người khác biết, thật là vô lý. Hy vọng những người thông minh như quý vị đừng nên mê tín, bị những kẻ đó lừa bịp. Y học, bói toán, tinh văn, tướng số, y bốc, tinh tướng, ở trong Phật giáo là 1 trong 5 nghề người tu đạo không nên làm. Y tức là bác sĩ trị bệnh cho người khác, người tại gia làm bác sĩ được, song kẻ xuất gia không làm. Bói toán biết chuyện tốt xấu kiết hung, tinh tức là tinh văn, coi tinh tú biết được chuyện tốt xấu kiết hung, tướng tức là tướng mạo,
coi biết được mệnh vận thuận hay nghịch, đó là những điều mê tín. Mình phải biết rằng đạo lý nhân định thắng thiên, con người có thể thắng được trời. Người xuất gia tu đạo, sinh tử là chuyện không sợ, hà huống là những chuyện nhỏ nhặt này. Những thứ đó có gì mà phải lấy làm lạ, người xuất gia là người siêu xuất gia số mạng. Nên có câu, siêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành chung, nghĩa là vượt ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Nếu tính tướng mạng phong thủy, đó là những thứ mà những kẻ thế tục mới tin. Mình phải hiểu rằng, vận mệnh con người đều do nghiệp lực chiêu cảm mà sinh ra. Mình đừng để tập khí dẫn dắt, đừng để vật dục làm mê mờ, cần phải tự sáng tạo vận mạng cho chính mình, phải làm chủ tể vận mạng. Cứ làm nhiều công đức thì sẽ cải tạo vận mạng của mình, khi gặp nạn tự nhiên sẽ hóa thành kết tường. Rằng, đản hành hảo sự mạc vẫn tiền trình, nghĩa là cứ làm việc tốt đừng hỏi chuyện tương lai. Bây giờ đã thiên thất thì mình phải sáng tạo một sinh mạng mới, chớ mê tín phải có chánh tín. Chớ nên theo người ta nói ừ thì mình ừ, rồi cứ việc đi theo người khác, họ đi trước mình theo sau, điều đó hết sức sai lầm. Mình phải có trạch pháp nhãn, tức là con mắt biết nhận ra chân lý, biết cái nào đúng, cái nào sai, biết phân biệt thiện với ác, trắng với đen, phân minh rõ rệt thì mới không bị điên đảo mê hoặc. Người tu thiền có thể làm chủ chuyện sinh tử của chính mình, sống chết rất tự do, không còn hạn chế nữa, nên nói, tánh mệnh do ngã bất do thiên, nghĩa là tánh mệnh của mình là do mình tạo, không phải do trời. Chính ông Diêm Vương cũng không thể nào khống chế mình được. Tại sao vậy? Bởi vì mình đã ra ngoài cõi tam giới rồi. Thế nào là đến đi một cách tự do? Có nghĩa là đối với chuyện sinh tử mình hết sức tự do. Nếu muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, tùy tâm mong muốn. Tuy nhiên, quý vị phải chú ý, sự chết này không phải do tự sát, tự uống thuốc độc. Thân thể của mình cũng giống như căn phòng vậy, muốn du hành ra ngoài, muốn đến chỗ nào thì tự do mà làm, hóa thân thành trăm ngàn vạn ức, tới tận hư không biến pháp giới, để giáo hóa chúng sinh thì tùy ý nhầm vận. Nếu không muốn đi du hành thì mình vẫn ở trong căn phòng, không ai có thể tới làm phiền mình cả. Nên hiểu rằng, tận hư không biến pháp giới, tất cả mọi thứ đều ở trong pháp thân, không có gì chạy ra khỏi ngoài pháp thân này. Quý vị hết sức siêng năng, ngày đêm không ngừng dụng công tham thiền, là chỉ vì muốn được tự do trong sinh tử, khống chế được sinh mạng của chính mình, làm chủ chuyện sinh tử. Khi đã làm chủ được thì đó là mình đã tới được cảnh giới sinh tử tự do. Người tham thiền tham đến chỗ, trên không biết có trời, dưới không biết có đất, giữa cũng không thấy có người, cùng với hư không hợp thành một. Tới cảnh giới như vậy sẽ có cơ hội khai ngộ. Lúc ngồi, lúc đi đều là cơ duyên để khai trí huệ. Mình tham câu, niệm Phật là ai? Niệm Phật là người nào đang niệm Phật? Ai là người đang ngồi đây? Người ngồi đây là ai? Lúc ăn cơm, ai là người ăn cơm? Lúc ngủ, ai là người đang ngủ? Phải tìm ra kẻ đó, tìm tất cả là tham. Tham đến lúc thủy cùng sơn tận, thì rồi, với sự chuyển thân mình sẽ khai ngộ. Rằng, sơn cùng thủy tận, nghi vô lộ, liễu ấm hoa minh hữu nhất thôn, nghĩa là núi cùng sông tận tưởng hết đường, tàng liễu hoa răng hiện thôn trang, nghĩa là núi đã hết, sông đã tận cùng, nghĩa là không còn đường đi nữa, nhưng sau tàng cây liễu, sau đám hoa tươi kia lại xuất hiện một thôn làng. Lại nói bách xích can đầu trùng tấn bộ, thập phương thế giới hiện toàn thân, nghĩa là đầu xào trăm trượng dẫn bước thêm bước, mười phương thế giới sẽ hiện thân. Nếu như không ngồi tịnh tọa, không tham thiền, thử hỏi các vị có biết mình từ đâu sinh ra và sẽ chết rồi về đâu không? Các vị nói không biết. Không biết tức là hồ đồ sinh ra rồi lại hồ đồ chết đi. Cả một đời như thế thì thật là đáng thương. Người dụng công tham thiền khi khai ngộ rồi, nhận thức được bản lai diện mục của mình trước khi được cha mẹ sinh ra, thoát nhiên hiểu suốt tất cả những thứ tinh thô đẹp xấu mà người ta khó biết thì tâm mình không có chỗ nào chẳng thấu suốt. Khi tới được cảnh giới đại tạo hóa thì tương lai sẽ thành Phật, đạt tới quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lão Tử từng nói hai câu như sau: thiên hạ gia chi mỹ chi vị mỹ, tư ác dĩ, gia chi thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ. Nghĩa là thiên hạ biết đẹp là đẹp, ắt đã có cái xấu rồi. Biết việc lành là lành, hẳn đã có cái không lành rồi. Người trên thế giới đều biết làm chuyện tốt là tốt.
nhưng đến lúc làm thì chẳng tốt đẹp gì. Người ta biết làm chuyện thiện là đúng, đến lúc thử thách tới thì không vượt qua được, lại bị cảnh giới làm mê hoặc, không làm được việc thiện mà chỉ chạy đi làm việc ác. Người học Phật biết rằng từ bi thì xả tứ vô lượng tâm là căn bản của pháp hành đạo Bồ Tát, nhưng lại không chịu làm. Biết rõ đạo lý thì phải biết công dụng như thế nào. Ngày nào cũng học pháp lục độ, đến lúc gặp thử thách thì bố thí, mình không chịu bố thí, trì giới thì chẳng trì giới, nhẫn nhục cũng hết nhẫn nhục, tinh tấn liền mất tinh tấn, thiền định cũng không thiền định, trí huệ thì cũng chẳng có trí huệ. Quý vị hỏi mình học như vậy thì có ích gì? Sau đây là ý nghĩa của lục độ. Thứ nhất, bố thí, tức là dùng tài sản vật chất hoặc Phật pháp để bố thí kẻ khác. Có người lúc cần bố thí thì không chịu bố thí, ngược lại y kêu người khác bố thí cho mình, càng nhiều càng tốt, nói rằng bây giờ tôi không muốn cho anh cần phải bố thí cho tôi. Y luôn tìm cách chiếm tiện nghi, không chịu thua thiệt, hạng người này lúc nào cũng cho mình là đúng. Thứ hai, trì giới. Thiên hạ người nào cũng biết trì giới là trì giới, nhưng đến lúc gặp thử thách không những không giữ giới mà lại phá giới nữa. Thọ giới tức là không động tâm, bất luận cảnh giới nào đến mình cũng không động. Rằng, Thái Sơn băng tiền tâm bất kinh, Mỹ Sắc đăng tiền tâm bất động. Nghĩa là, nếu núi Thái có sập trước mặt, lòng ta chẳng kinh hãi, Mỹ Sắc trước mắt lòng ta không sao xuyến. Đó là định lực có thể truyền được cảnh giới, bất kể là cảnh ác hay thiện, thuận hay nghịch, mình đều thản nhiên, không sinh tâm phân biệt thì tự nhiên gió yên sóng lặng. Thứ ba, nhẫn nhục, nghĩa là nhẫn thọ những gì không như ý. Nếu có thể nhẫn thọ tất cả những chuyện không đúng với ý mình, thì đó tức là mình chịu khảo nghiệm và chịu thử thách. Nếu mình có thể chịu được thử thách thì có thể qua được cửa. Nếu không chịu được thì mình không qua được cửa. Ai cũng biết nhẫn nhục thì sẽ đến được bờ bên kia, nhưng khi cảnh giới tới thì không nhẫn được. Lửa vô minh cao ba thước nổi lên, bao nhiêu công đức kết tụ trong một khoảnh khắc tiêu sạch hết. Thứ bốn, tinh tấn. Khi mình đả thiền thất tức là tinh tấn. Ai ai cũng muốn tinh tấn, nhưng đến lúc tinh tấn thì không chịu tinh tấn, chỉ muốn lười biếng an phận, thụt lui, hoặc chạy đi pha trà, hoặc cố ý đi nhà vệ sinh, hoặc cố ý xuống bếp để uống trà. Tất cả đều là cái cớ để cho qua thì giờ. Khi chưa đả thiền thất thì nói nghe rất là hăng hái, rằng tôi sẽ tham thiền thất thật giỏi. Đến khi thiền thất bắt đầu thì không còn nhớ điều mình thề nguyện lúc trước nữa. Tại sao vậy? Đây chính là biết rõ mà cố ý phạm lỗi. Tuy biết tham thiền là chuyện tốt mà vẫn cứ lười biếng. Quý vị nghĩ xem tâm lý mâu thuẫn như vậy làm sao giải quyết đây? Quy củ của thiền đường là nếu người nào không giữ luật lệ sẽ bị đánh, đánh đến lúc nào khai ngộ thì thôi. Thứ năm, thiền định. Hiện tại tham thiền tức là thời gian dụng công tốt nhất. Tại sao cần phải đả thiền thất? Vì muốn tinh thần được tập trung, tâm không vọng tưởng, khiến trí huệ mình hiện tiền. Cho nên có câu, trí huệ giải thoát, tức thiền định là phương pháp khắc kỳ thủ chứng, nghĩa là định kỳ hạn để tu chứng. Thứ sáu, trí huệ, là thứ đưa mình tới bờ bên kia, liễu sanh thoát tử. Nếu như muốn khai trí huệ mà lười biếng thì sẽ mất đi cơ hội khai ngộ. Nên tham thiền cần phải chú ý, không để thời gian trôi qua uổng phí, vì không biết mình sẽ khai ngộ trong giây phút nào. Có người có vọng tưởng như vậy, tôi không muốn có trí huệ vì sự ngu si của tôi cũng tốt lắm mà, tôi không hiểu mọi chuyện thì cũng chẳng sao. Đó là thứ gọi là yếm nhĩ đạo linh, nghĩa là vừa đánh chuông vừa bịt tai, tưởng không ai nghe, mình chỉ tự lừa mình. Đến lúc chết rồi mới hiểu rằng mình đến thế gian này một cách uổng phí, lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi. Phật giáo ở Mỹ là lúc mới bắt đầu nên phải có người tu hành chân thật, phải cung hành thực tiễn, tức là thực sự tu hành. Cần chuyên nhất tu hành, tự mình cải bỏ lỗi lầm để tu hành, sửa đổi tập khí mà tu hành, phải làm gương cho kẻ khác thì tiền đồ Phật giáo mới sáng lạng được. Nếu như mới bắt đầu mà không có người chân chính tu hành, làm mô phạm, không có ai phát tâm Bồ Đề, thì Phật giáo ở Tây Phương không thể hưng thịnh được. Do đó, sự hưng thịnh của Phật giáo phải do các vị thanh niên đảm nhận. Hiện tại, hai vị Tam Bộ Nhất Bái, Quả Chân, tức là Hằng Thật, và Quả Đình, tức là Hằng Triều, là những vị tu hành rất thành tâm, có thể nói là tiên phong mở đường cho Phật giáo vậy. Các vị đó trên đường lộ, đi ba bước lạy một lạy, không phải vì cầu phước báo cho mình, mà vì muốn cầu hòa bình cho toàn thế giới. Hơn hai năm qua, hai vị đó nhịn đói, nhịn khát, nhẫn lạnh, nhẫn nóng, chịu gió, chịu mưa, hết sức cực khổ,
Tu hành như vậy không phải là chuyện người thường có thể làm được. Các vị đó nhẫn chịu những thứ mà người khác không nhẫn chịu được, nhường nhịn những cái mà người khác không thể nhường nhịn được, ăn những đồ ăn mà người khác không muốn ăn, mặc những quần áo mà người khác chê không thèm mặc. Bất kể là gió thổi hay mưa rơi, vẫn cứ lạy Phật không ngừng, cũng không cần biết là trời nóng hay lạnh, đói hay khát, không ngừng nghỉ, cũng không giải đãi, không lười biếng, ngày ngày đều tụng kinh sáng chiều hai thời. Mỗi giờ mỗi phút không bao giờ lười biếng an phận. Hai vị đó tinh tấn nỗ lực tu hành là vì muốn Phật giáo có thể phát triển khắp nơi trên toàn thế giới. Hai vị tu hành cực khổ như vậy, không phải vì danh cũng không phải vì lợi, mà vì muốn lấy trách nhiệm của Phật giáo làm trách nhiệm của chính mình. Tinh thần đó thật đáng khen ngợi. Quý vị phải học cho bằng công hạnh của hai vị Tam Bộ Nhất Bái, lấy họ làm gương soi để mình phản tỉnh, xem đối với Phật giáo mình đã cống hiến được những gì. Chuyện mình làm là vì mình hay vì Phật giáo? Nếu như vì mình thì hãy sinh tâm hết sức hổ thẹn, lập tức sửa đổi hành vi không chính đáng đó. Nếu vì Phật giáo thì mình cần phải nỗ lực hơn nữa, cần phải cổ võ khiến Phật giáo phát triển, bảo vệ Phật giáo, cần phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo, lúc nào cũng muốn kẻ khác được an lạc, không tính toán chuyện riêng tư, đó mới là tinh thần của đạo Bồ Tát. Quý vị ở trong thiền đường, lúc đi lúc ngồi cho là khổ sở, nhưng nếu so với hai vị Tam Bộ Nhất Bái thì sự khổ sở ấy thật là hết sức sung sướng vậy. Quý vị cần thể nghiệm điều này một sâu xa, đừng để mất cơ hội. Hai vị hành giả đó nếu không phát tâm Bồ Đề, không hành Bồ Tát đạo thì đương nhiên là chẳng thể hoàn tất cuộc hành trình của họ được. Ở thiền đường, quý vị đừng nên sinh tâm vọng tưởng thân ở trong thiền đường mà tâm thì đến thế giới khác du ngoạn. Đó tức là đầy dẫy vọng tưởng, có thể ảnh hưởng đến tâm tu đạo của mình. Quý vị phải nhớ lấy, không được để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí, mà mình phải nắm lấy thời cơ, chụp lấy cơ hội khai ngộ. Nếu mình chuẩn bị như vậy thì không hổ thẹn với chính mình, còn ngược lại thì chỉ là chuyện nói suông mà thôi. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 20 tháng 8 năm 1979 tại Vạn Phật, Thánh Thành. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So ha ha.